Thưa quý vị thân mến, đồng bào dân tộc Thái ở Tây Bắc có rất nhiều những cái nét văn hóa và phong tục tập quán đặc sắc, trong đó phải kể đến lễ buộc chỉ cổ tay, một trong những nét văn hóa tâm linh mang đậm tính nhân văn. Và đây là một trong những nét văn hóa được đồng bào dân tộc Thái Tây Bắc duy trì và gìn giữ qua nhiều thế hệ, với ước mong sao cho người thân trong gia đình luôn có thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Đồng bào dân tộc Thái quan niệm rằng mỗi con người gồm có hai phần là phần hồn và phần xác. Phần hồn hình thành trên mường trời do bà mụ thứ nhất cho vào khuôn đốt thành khí. Phần xác hình thành dưới trần gian do vật chất cấu thành, hình hài do bà mụ thứ hai nặn ra. Hồn và xác kết hợp với nhau cùng song song tồn tại trong một thời gian nhất định. Nếu xác mất hồn hoặc hồn mất xác thì đều không còn sự sống. Hồn và xác rời khỏi nhau đều trở về với cội nguồn, hồn lên trời, còn xác thì xuống đất. Do đó mà đồng bào dân tộc Thái mới có tục buộc chỉ vào cổ tay để giữ hồn ở lại với xác. Để sự sống của con người được trường tồn, người Thái cho rằng mỗi người có 80 hồn, trong đó 30 khuôn mang nả, 50 khuôn mang lẳng, tức là 30 hồn ở phía trước, 50 hồn ở phía sau. Khi một số hồn này bay ra khỏi xác, thì người sẽ sinh ốm đau. Nếu bay hết, thì sẽ chết. Vì vậy, người ta mới lấy chỉ buộc vào cổ tay để giữ hồn ở lại với xác. Dạ vâng, thưa thầy, là lễ buộc chỉ cổ tay này thì mang ý nghĩa như thế nào ạ? Cái lễ buộc chỉ cổ tay này nó thể hiện cho sự may mắn, bình an. Đấy. Người được làm, ấy, người ấy đi đâu đi đó sẽ gặp được may mắn. Ma sẽ không thể trêu, quỷ sẽ không được bắt, cướp thì sẽ không đứng đằng trước, và kẻ trộm sẽ không đứng đằng sau. Nếu người được làm ấy, nó thể hiện cái sự may mắn như thế, có thấy không? Dạ vâng, vậy thì cái lễ buộc chỉ cổ tay này thường được làm lễ với những đối tượng nào ạ? Cái đấy là buộc chỉ cổ tay, đối tượng nào cũng làm được, người già cũng làm được, người trẻ cũng làm được, nhưng nó có hai phần. Nếu mà người trẻ dưới 15 tuổi sẽ làm bằng gà, mổ một con gà đến hai con gà để làm thôi. Còn những người nào trên 20 tuổi trở lên thì có thể là người có gia đình ấy sẽ mổ lợn như hôm nay để chúng ta làm. Vậy thì để có thể làm được cái lễ buộc chỉ cổ tay này ạ, thì cần phải có những cái lễ vật gì ạ? Để làm được cái lễ buộc chỉ cổ tay chúng ta phải cần sắm nhiều. Thứ nhất, nếu mà những người lớn, người có gia đình, chúng ta phải chuẩn bị một con lợn. Đấy, mổ sắn sau đấy bốn chân này, đầu này, sau đấy phần thịt nộm sổ phát, phần xương sườn để nướng và văng thịt ra để gói để nướng nữa. Sau đó có cả cá nướng này, có cả xôi, nấm la rong, có cả bánh trưng, mía, chuối, cả trứng. Đấy. Và xôi thì nếu mà đúng ra phải cho cái khóm khẩu của người dân tộc xưa cơ. Nhưng bây giờ do chưa chuẩn bị trước thì mình gói la rong. Dạ vâng, vậy thì trong quá trình làm cái lễ buộc chỉ cổ tay ạ, thì có những cái điều gì là kiêng kỵ ạ? Làm cái này là không kiêng kỵ gì, để làm thể hiện sự may mắn thôi, bình an thôi, không kiêng cái gì. Đấy. Vậy thì cái người mà được lựa chọn ấy, được lựa chọn để mà làm thầy mo trong cái lễ buộc chỉ cổ tay này phải là những người như thế nào ạ? À, những người nào được là chọn làm thầy mo là những người phải có từ gia truyền từ trước đấy, không thể chọn người khác, tinh tinh người nọ người kia không làm được. Ai có gia truyền từ đời bố đời mẹ này, ông bà có thể làm thầy cúng rồi thì truyền lại cho con cháu thì con cháu mới làm được đấy. Vậy thế. Bác xin cảm ơn thầy ạ. Ai cũng có thể được buộc chỉ cổ tay. Kể cả lúc con người ta đang khỏe mạnh, thường thì bố mẹ buộc chỉ cho con, thầy mo, thầy cúng buộc cho những người làm lễ, hoặc con cháu buộc cho ông bà, cha mẹ lúc ốm đau già yếu, với mong muốn người thân luôn được khỏe mạnh, bình an, thượng thọ. Tuy nhiên, việc tiến hành buộc chỉ cũng như lời khấn lúc buộc chỉ cho mỗi trường hợp, hoàn cảnh cụ thể sẽ khác nhau. Ví dụ như khi làm lễ cúng đầy cữ cho trẻ, thì thầy cúng sẽ dùng chỉ đỏ hoặc chỉ đen, cũng có thể cả chỉ đỏ, chỉ đen, có khi lại là chỉ trắng lẫn chỉ đen bện thành một sợi có màu sắc để buộc vào cổ tay hay vào cổ cho em bé, với lời khấn mong em bé luôn khỏe mạnh, hay ăn chóng lớn. Đối với người thường xuyên ốm đau bệnh tật thì thầy cúng cũng như là anh em họ hàng thân thích đến dự lễ cúng hoặc đến thăm hỏi sẽ cùng nhau buộc chỉ vào cổ tay cho người ốm. Mỗi sợi chỉ buộc, mỗi lời cầu khấn của người khỏe mạnh sẽ là nguồn động viên, an ủi tinh thần đối với họ. Còn khi có người mất
thì anh em họ hàng, bạn bè thân hữu gần xa đến viếng, chia buồn sẽ lấy lại sợi chỉ màu trắng trong khăn tang để buộc vào tay cho người thân của mình, cùng với lời chia buồn sâu sắc nhất đối với người ở lại. Lễ buộc chỉ của tay này nó có cái ý nghĩa là theo quan niệm của người dân Đồng Thái thì hồn với xác là nó phải đi liền với nhau. Thế thì cái buộc chỉ của tay là mong muốn để buộc cái hồn giữ lại với cái xác khi con người đi xa quê hương, đi xa cái nơi ở của mình, để cái hồn và cái xác luôn luôn đi song hành với nhau, để mong sao có sức khỏe mãi mãi và cuộc sống bền lâu. Đấy là cái ý nghĩa quan trọng nhất. Tục buộc chỉ cổ tay mang nhiều ý nghĩa là vậy, nên đồng bào Thái ở Tây Bắc, từ xa đến trẻ, mọi người vẫn đều rất trân trọng, coi đó như một tục lệ không thể thiếu trong đời sống tâm linh và được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác.